ghé bến Ninh Kiều qua cầu Cần Thơ. Xuân Mỹ xin kính chào quý khán giả xa gần trở lại với kênh Xuân Mỹ Vlog chiều thứ sáu nha. Hôm nay lại cuối tuần nữa rồi. Trước tiên thì xin chúc quý khán giả xa gần một buổi chiều ấm áp bên gia đình và người thân. Video này thì Xuân Mỹ cũng cập nhật thêm một số thông tin liên quan đến cậu Gò Công và những tin tức khác hay cả nhà. Và trên màn hình thì Xuân Mỹ sử dụng cái livestream của FC trên trang livestream trên trang fanpage Hồ Văn Cường để show diễn này là show diễn ở Đà Nẵng, show diễn ở Đà Nẵng ngày mùng 5 Tết và phần mở màn của thầy Trí đó cả nhà. Rồi để làm nền cho chiếc video này, đầu tiên thì Xuân Mỹ vào YouTube trước nha, vào YouTube cập nhật qua kênh của Cường để xem bài nhạc Hoa Lời Việt thì chiều nay lên 133.000 lượt xem mình nè cả nhà. Đây cả nhà thấy không, liên khúc nhạc Hoa Lời Việt ha. Kênh của Cường thì vẫn 167.000 người đăng ký ha, Hồ Văn Cường Official. Rất mong cả nhà ủng hộ cậu ấy ha. Nghe nhạc cài view trong thời gian chờ show diễn. Trong thời gian chờ show diễn thì mọi người nhớ là ủng hộ kênh Cường ha. Rồi bây giờ bên fanpage thì Xuân Mỹ trở lại giới thiệu với mọi người trang fanpage Hồ Văn Cường fanpage ha. Đây 17.000 người theo dõi Hồ Văn Cường fanpage. Hôm nay thì khi Xuân Mỹ nói có một cái tên Hồ Văn Cường fanpage thì trang giả thì có khán giả nói là ngộ quá nhiều người sau tên của Cường mà cũng lấy ha. Nhưng mà cả nhà chúng ta biết rồi, hiện nay thì so với những một số cái thế hệ ca sĩ Gen Z thì Cường cũng là một trong những cái tên mà ca sĩ Hồ Văn Cường cũng là một trong những cái tên hot, thành ra là người ta lấy để thứ nhất là người ta lập những cái fanpage, lập những cái fanpage mà cả nhà biết mỗi một fanpage theo cái điều kiện của Facebook thì mỗi một fanpage mà lập được 10.000 người theo dõi thì mấy chục ngàn lượt thích gì đó là fanpage đó có thể là bật quảng cáo rồi bán hàng, bán lại cho người ta gì đó cả nhà. Nói chung là kinh doanh cái mảng đó thì cũng ai mà rành về công nghệ đồ làm những cái này thì bán có tiền cả nhà. Bán xong người ta đổi tên trang lại thì cái lượng người follow, cái lượng người follow ở đây nè thì cũng đã 10.000 người là bán dễ dàng luôn rồi. Thành ra người ta cũng từ cái chỗ đó mà người ta cũng lập những cái kênh giả, trang giả của Cường để kiếm ăn. Nhưng mà Xuân Mỹ cũng chỉ mọi người rồi, phân biệt là cái email, quan trọng là cái email là khenthach.hovancuong@gmail.com là cái email riêng của cái trang fanpage của Cường. Thành ra là mọi người lưu ý, nếu như mà mọi người mở lên mà thấy cái email này nè, email làm việc khenthach.hovancuong@gmail.com là email của Cường. Rồi ở đây còn có cái TikTok nữa nè. Đấy nè, Hồ Văn Cường chấm TikTok ha, với lại kênh YouTube luôn. Rồi trên đây thì share cái bài nhạc Hoa Lời Việt, liên khúc nhạc Hoa Lời Việt luôn nè ha. Rồi livestream thứ hai nữa để phân biệt cho chính chủ hay không là phân biệt là ở chỗ livestream. Chính chủ thì mới có thể livestream trực tiếp ở trên trang fanpage của mình được. Thì như đây Cường là livestream trên fanpage của mình để nấu nuôi nè, đó nồi nuôi. Rồi like đăng những cái tốt này thì có thể không phân biệt được, nhưng mà những cái show diễn nè, livestream show diễn của mình đấy thì chỉ có trang chính chủ mới có thể livestream được thôi ha. Rồi ở đây lịch diễn, cập nhật lịch diễn ha. Chúng ta còn 3 show nữa, 30 tháng 5 là Mai Sài Gòn, 1 tháng 6 là Phòng Trà Bến Thành, 8 tháng 6 là Lululola và những cái poster chính thức ha. Đây 30 tháng 5, 1 tháng 6 và 8 tháng 6. 30 tháng 5 khách mời là thầy Lý Minh Trí, thầy mà đang hát ở trên màn hình ha. Rồi 1 tháng 6 là khách mời là nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, người sáng tác ra bài Ngược Dòng Yêu Thương, Cung Đàn Thương Nhớ và cái liên khúc nhạc Qua Lời Việt mà Cường share về đây. Đây dòng dòng khách mời của nhóm bè Cadillac thôi cả nhà. Đó Lời Việt Nguyễn Minh Cường ha. Lời Việt này, Lời Việt này chữ T hay chữ C gì cả nhà? Rồi gõ sai luôn, Lời Việt mà chữ C ha. Lời Việt là Việt Nam á, tiếng Việt á. Đó là cái cách mà để chúng ta nhận diện được cái trang fanpage chính chủ ha.
Rồi bây giờ thì Xuân Mỹ xin cập nhật với cả nhà. À, trước tiên là cập nhật vé, vé của show diễn 30 tháng 5 thì cũng còn hơn 100 vé ha. Show diễn 1 tháng 6 cũng hơn 100 vé. Mà cái liên quan đến show diễn 1 tháng 6 thì Xuân Mỹ xin cập nhật cho cả nhà thông tin. Một cái thông tin mới mà bạn Hồng Phước Đặng vừa đăng trong fan club. Đây ha, Hồng Phước Đặng đăng cách đây 3 giờ. Con em xin thông báo sau show Bến Thành 1 tháng 6 FC có tổ chức ăn tối sau show. Nhà mình ai có thời gian thì đăng ký tham dự cho vui, lâu lâu tụ tập một lần cho có không khí đu show ạ. Con em xin nhận đăng ký đến hết ngày 29 tháng 5. Phí ăn tiệc em sẽ thông báo sau khi chốt được với bên nhà hàng. Mức thu cũng bình dân như mọi khi, chủ yếu là tụ tập đông đông cho vui thôi ạ. Và đây là cái tấm hình của Cường. Đó, thấy con tôm không? Cái tô nuôi. Tô nuôi mà bữa Cường nấu đó cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Cười với cái cây răng khểnh khểnh rất là duyên ha. Đó. À, con tôm đó, xin mời cả nhà cùng ăn ha. Cùng liên quan với Cường. Thì cái tuấn này cũng nhận được 596 lượt thích, 86 lượt bình luận nè. Cũng được sự ủng hộ của đông đảo khán thính giả ha. Cũng mấy trăm người xem show thì nhận được ai chưa có vé show 1 tháng 6 thì nhanh tay nha bà con ơi. Ôi vui quá, ngon miệng nha. Trên cả tuyệt vời. Cái này có một khán giả nói em nên thông báo có Cường cũng đi thì mọi người mới hăng. Hăng hay không quan trọng là mình tụ tập thôi, chứ còn Cường thì đương nhiên là chắc chắn là Cường sẽ có mặt rồi đúng không cả nhà. Chứ FC tổ chức thì mời thì Cường đến dự thôi đúng không cả nhà. Theo suy nghĩ của Xuân Mỹ thì không có cần nói có Cường hay không gì trơn. Nói nhiều đó là biết là ăn có vui có họp mặt rồi ha. Mấy lần trước lần nào mà họp mặt thì Cường cũng có đến giao lưu thôi, cho nên không có cần Cường, không có cần thông báo là có Cường hay không gì đó. Chỉ cần thông báo nhiêu là biết là có Cường đến tham gia ha cả nhà. Có cái tiệc nào mà không có Cường đến giao lưu, Cường đến giao lưu chụp hình với mọi người đó, giao lưu chụp hình với mọi người rất là nhiều lần rồi ha. Rồi đó là thông tin của bạn Hồng Phước ha. Chiều nay nhận được một cái thông tin mới nha. Đây, theo Xuân Mỹ nghĩ thì chỉ cần cái tút như vậy ha. Đó, ăn tiệc sau show, ai đăng ký như vậy là 29 là ngày thứ tư tuần tới, là ai ăn tiệc thì sẽ thông báo. Rồi, quý khán giả nào mà có đi show mà không có số điện thoại đăng ký với Hồng Phước thì kết bạn Zalo với Xuân Mỹ 0913136109. Xuân Mỹ sẽ kết nối với FC để thông tin đăng ký đặt tiệc, kết nối với đăng ký đặt tiệc cho mọi người ha, với bạn Hồng Phước ha. Đó là cái tin mới mà Xuân Mỹ muốn cập nhật chiều hôm nay cho mọi người ha. Tối 1 tháng 6 là tối thứ bảy sau show Bến Thành thì FC đăng ký ăn tiệc sau show, giá cũng bình dân thôi. Chủ yếu đó, Hồng Phước đã nói rồi, chủ yếu là tụ tập đông đông cho vui ha. Thì mình cứ, nếu mình đi show mình thấy tiện thì mình cứ ăn thôi. Không cần thông báo có Cường dự gì trơn, chỉ cần thông báo gì là ai cũng hiểu rồi. Ai cũng hiểu là có Cường dự rồi ha. Thì thế nào mà Cường đi về thay trang phục, đi về nhà thay trang phục đồ ra thì bình thường Cường cũng đến. Show nào mà FC tổ chức liên quan thì Cường cũng đến giao lưu, phải không cả nhà? Nó cho nên không có cần hô hào lên là có Cường. Chỉ cần hô hào FC tổ chức là Xuân Mỹ nghĩ fan của Cường đăng ký dự rồi ha. Đây ơi, nhìn mọi người rần rần thấy vui quá cả nhà ơi. Bây giờ mình dạo qua chỗ Trang Anh Sơn xem sao ha. Ngọc Sơn, anh Sơn có đăng lại. Ngọc Sơn lưu diễn tour châu Âu, live show tình cha, rồi xong bay về hát cúng dường, phát tâm ủng hộ 10 triệu cho chùa Cẩm Giang Từ Sơn Bắc Ninh tại lễ Phật Đản 14-15 âm lịch. Những sáng tác về cha mẹ từ năm 17 tuổi Ngọc Sơn song ca với chủ tịch tập đoàn Hanaka Mẫn Ngọc Anh, một người con hiếu đạo đã xây rất nhiều ngôi chùa đúc tượng cho quê hương Bắc Ninh, luôn làm những việc nghĩa hiệp giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Và đây là bài hát mà anh Sơn
Sơn và anh Mẫn Ngọc Anh hát nè. Cường ra diễn ha mấy năm trước. Rồi đó là thông tin bên anh Sơn ha. Bên anh Sơn Hạ thì Xuân Mỹ thấy anh Sơn Hạ có một cái tuốt cũng đây. Sơn Hạ cảm thấy biết ơn. Một ngày cũng là ơn, một lần cũng là nghĩa, dù tiếp tục hay dừng lại thì cũng rất trân trọng tình cảm, tình yêu thương mà tất cả mọi người đã dành cho Sơn Hạ. Sơn Hạ xin cúi đầu tạ ơn tất cả ân nhân, bạn bè và khán giả luôn đồng hành yêu thương Hạ trong suốt thời gian qua. Sắp tới Hạ sẽ tạm ngưng hoạt động nghệ thuật ạ. Còn và chương trình Sơn Hạ sẽ nhận và cố gắng làm thật tốt để không phụ lòng ban tổ chức và những ai yêu thương Hạ. Xin gửi đến lời tri ân sâu sắc nhất. Chúc tất cả mọi người luôn luôn vui, khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đây cái hình của anh Sơn Hạ chắp tay lại Phật, không lẽ ổng đi quy y ta. Này Xuân Mỹ không có hỏi ha, nhưng mà ảnh nói là ảnh tham gia một số chương trình xong ảnh dừng là hoạt động nghệ thuật, không biết làm gì chắc đi tu á. Cảm thấy biết ơn. Thì vấn đề là chừng nào ảnh dừng nghệ thuật thì dừng, chứ mình cũng không biết ha. Cái này là cá nhân, mình không có đi sâu vào cá nhân ha, chỉ đọc cho cả nhà nghe một cái thông tin như vậy để mọi người biết ha. Rồi bây giờ qua chỗ thầy Chí xem coi có thông tin gì tập vợt gì của lâu lâu cái thầy Chí đăng một cái hình ảnh tập vợt với Cường đồ này nọ nọ kia để làm mình cũng thấy mình cũng vui ha cả nhà. Còn ở đây thì chưa có thông tin gì ha. Rồi bên nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường coi xem sao nha. Sĩ Nguyễn Minh Cường cũng chưa có tốt gì mới ngoài cái thông báo top trending thôi. Đàm Vĩnh Hưng đã hôm bữa thì Xuân Mỹ nói với cả nhà là Đàm Vĩnh Hưng cập nhật sân khấu Lulu Lola tới phần Cường ra đó cả nhà ha. Sân khấu Lulu Lola nè, sau khi làm tròn bổn phận thì đem nhạc tác giả tác phẩm được phép hát các fan tại Đà Lạt ha. Cũng là lần đầu tiên Hưng sẽ song ca với Cường một hai bài ha. Đó thì chúng ta đã biết rồi ha, một hai bài đó là hai bài gì. Đây phần này Cường ra hát với hai thầy trò song ca bài gì mùa đông của anh. Thầy Chí nói vui, tưởng đâu nói mùa xuân của anh ha. Tại cái máy bên livestream lắc nha cả nhà, cho nên hình ảnh đây nó cũng lắc theo. Xuân Mỹ xin nhắc lại số Zalo của Xuân Mỹ là 0913136109. Quý khán giả nào muốn book vé xem show thì kết bạn Zalo với Xuân Mỹ ha. Xuân Mỹ xin đưa tin nhanh là ai đi xem show 1 tháng 6 thì có gặp gỡ cuối tuần luôn, đó là gặp gỡ thứ bảy, lâu lâu tụ tập đông đông cho vui như Hồng Phước nói ha. Lâu lâu tụ tập đông đông cho vui, cho nên là quý khán giả nào đi xem show thì cùng book vé ha. Nhắc lại là số Zalo Xuân Mỹ là 0913136109 ha. Rồi ở đây thì Đại học Hoa Sen có một cái thông tin nè. Quà tặng mùa hè siêu hữu ích dành cho sinh viên K2006 là các bạn mới vào đó, học bổng nâng cao tiếng Anh chuẩn Úc, đồng hành cùng các sĩ tử năm 2006 trước ngưỡng cửa đại học, chuẩn bị nền tảng tiếng Anh vững chắc, sẵn sàng hòa nhập với môi trường đào tạo quốc tế tại nhà Sen. Những suất học bổng dành tặng riêng cho thí sinh trong tháng 6 này
Này xuống Mỹ chỉnh hơi cao cao lên chút nha cả nhà. Ưu đãi học phí 5 triệu đồng là chi phí mà nhà sen hỗ trợ thí sinh có thể tham gia khóa học ngoại ngữ, chuẩn bị hành trang tốt nhất và môi trường học tập quốc tế. Ưu đãi sẽ cấn trừ vào học phí 2 học kỳ 1, được áp dụng cho thí sinh khi xét tuyển các ngành, trừ các ngành đã có học bổng doanh nghiệp là công nghệ tài chính, kinh tế thể thao và ngôn ngữ Trung Quốc. Khóa học tiếng Anh nâng cao chuẩn NEAS của Úc duy nhất tại Hoa Sen, trị giá 5 triệu đồng, áp dụng cho các thí sinh đăng ký xét tuyển vào tất cả các ngành tại Hoa Sen. Khóa học sẽ tổ chức vào tháng 7 tới đây, duy nhất trong tháng 6 nhé. Các bạn hãy nhanh chân đặt chỗ ưu tiên nhận học bổng hữu ích này. Các bạn inbox để tư vấn thêm. Vào đây hình ảnh ha, học bổng 5 triệu đồng, khuyến khích nâng cao Anh văn chuẩn NEAS của Úc nè, áp dụng trong tháng 6 cho các bạn thí sinh đăng ký tất cả các ngành ha, trừ ngành công nghệ tài chính, kinh tế thể thao và ngôn ngữ Trung Quốc. Ba ngành đó thì đã có học bổng của doanh nghiệp rồi cho nên người ta không có tài trợ nữa, còn lại các ngành khác đều tài trợ ha. Đó là thông tin của Đại học Hoa Sen. Rồi bây giờ thì Xuân Mỹ trở lại hỏi những người yêu âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Quy, đọc cho cả nhà nghe một bài báo ở trên báo Doanh Nhân. Đây, lên báo Doanh Nhân và Thương Hiệu đây cả nhà ơi, đọc báo buổi trưa vui vẻ nhé. Nè, live show người thầy của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Quy có gì đặc biệt? Xuân Mỹ vào đọc cho cả nhà nghe nha. Nhân dịp ca khúc Người Thầy được đưa vào sách giáo khoa vào ngày 8 tháng 6 tới, cha đẻ của ca khúc, nhạc sĩ Nguyễn Nhất Quy sẽ tổ chức live show mang tên Người Thầy tại sân khấu Lulu Lola Đà Lạt. Nhạc sĩ cho biết, riêng anh thì đây là show mở màn để tiến tới full show 50 năm tuổi đời vào ngày 26 tháng 2, 2025. Live show Người Thầy gồm những bài mang ý nghĩa cuộc sống nên anh ấy lấy tên chương trình là Live. Live là chứ live là live đời sống chứ không phải là live show. Nếu ca sĩ Cẩm Ly là người mang ca khúc Người Thầy đến với các bạn học sinh sinh viên hơn 20 năm trước thì bây giờ Hồ Văn Cường sẽ là người tiếp tục mang Người Thầy đến với thế hệ Gen Z. Và nhân dịp ca khúc Người Thầy được đưa vào sách giáo khoa chính thức, Nguyễn Nhất Quy đã chọn chủ đề live show lần đầu tiên trong hành trình Nguyễn Nhất Quy 50 năm vẫn nợ cuộc đời là Người Thầy. Tiếp theo sẽ là Thương Nhớ Người Dân trong bộ ba sáng tác của anh, Người Về Cuối Phố, Người Thầy, Thương Nhớ Người Dân. Lần này trong live show Người Thầy có sự góp mặt của ca sĩ Hồ Văn Cường, mới hơn 20 tuổi, nhỏ hơn cả chục năm so với sáng tác của Nguyễn Nhất Quy. Anh cho biết sau show với người làm quen là với người quen là Lam Trường, Đăng Trường, Cẩm Ly thì giờ nhạc sĩ bắt đầu làm show, tìm những giọng ca gương mặt mới để chọn mời tham gia full show Nguyễn Nhất Quy 50 năm vẫn nợ cuộc đời, dự kiến diễn ra những ca sĩ từng hát những cái bài dấu ấn và những gương mặt mới. Live show sẽ hát các bài hát có ý nghĩa về cuộc đời như Người Thầy, Tình Mẹ, Nghĩ Về Cha, Người Ngoài Đứng, Ngoại Đứng Dán Lưng Còng, Còn Mãi Lời Ru, Người Đã Sang Sông, Cú Kêu Bên Trời, qua ba giọng ca chuyên trị dân ca Nam Bộ là Lâm Hùng, Sơn Hạ, Anh Ba Khía thì Hồ Văn Cường, Đàm Vĩnh Hưng sẽ gánh phần nhạc trẻ top 10 của Nguyễn Nhất Quy cùng ca sĩ Lâm Hùng gồm Người Về Cuối Phố, Đêm Cô Đơn, Em Quên Mùa Đông, Mãi Là Niềm Đau, Hát Cho Một Dòng Sông, Hát Bên Trời Quên Lãng. Ngoài ra ca khúc Nghĩ Về Cha thì là bài top 10 của Đàm Vĩnh Hưng. Đặc biệt lần đầu tiên Đàm Vĩnh Hưng sẽ xử bản hit của ca sĩ khác là Người Về Cuối Phố, Cẩm Ly từng hát, Đêm Cô Đơn, Lam Trường và Đăng Trường, Cẩm Ly với một phong cách đúng chất là Đàm Vĩnh Hưng. Như vậy là ngoài cái bài Người Về Cuối Phố Đàm Vĩnh Hưng hát của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Quy thì anh hát thêm bài Đêm Cô Đơn nữa ha, Cẩm Ly, Đăng Trường được từng hát. Rồi như vậy là song ca cùng Cường. Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Quy còn cho biết thêm đây cũng là dịp thử thách cho Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Văn Cường, và người nghe sẽ thổn thức, người nghe sẽ thưởng thức một bản hit của Nguyễn Nhất Quy với hình thức khác qua cách dàn dựng và giọng hát của hai ca sĩ mới lạ với dòng nhạc Nguyễn Nhất Quy là Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Văn Cường. Wow, Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Văn Cường sẽ song ca một bản khác của Nguyễn Nhất Quy nữa nha cả nhà. Đây là bài báo này nó còn bộc, nhạc sĩ Nguyễn Nhất Quy còn bật mí thêm một cái chi tiết khác nữa nha.
để Xuân Mỹ đọc lại cả nhà nghe nha. Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Quy còn cho biết thêm, đây là dịp thử thách cho Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Văn Cường, và người nghe sẽ thưởng thức một bản hit của Nguyễn Nhất Quy với hình thức khác qua cách dàn dựng và giọng hát của hai ca sĩ mới lạ với dòng nhạc của Nguyễn Nhất Quy là Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Văn Cường. Mà show lần này là dạng lạ đó nha. Đàm Vĩnh Hưng bên phải nhạc xưa, nhạc trẻ, nhạc ngoại, lời Việt, đụng với Hồ Văn Cường, Lâm Hùng, Sơn Hạ chuyên trị dân ca miền Tây, các bài của anh. Lâm Hùng giờ là đệ nhất miền Tây, chiếm lĩnh hết các sân khấu miền Tây, là học trò miền Tây từng tìm nhạc sĩ Nguyễn Nhất Quy 25 năm trước, nên show người thầy lần này là tôi, nhạc sĩ Nguyễn Nhất Quy kêu vô để nhắc chuyện thầy trò năm xưa. Quyết định mời Hồ Văn Cường thử thách với các bài Cẩm Ly từng hát. Lần này Nguyễn Nhất Quy không chỉ thử Hồ Văn Cường mà còn thử thách cả Đàm Vĩnh Hưng, khi Mr. Đàm sẽ hát Người Về Cuối Phố, Đêm Cô Đơn của Lâm Trường, Đan Trường Cẩm Ly. Live show Người Thầy sẽ diễn ra 17 giờ ngày 8 tháng 6 tại sân khấu Lulu Lola Đà Lạt, với sự tham gia của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Văn Cường, Lâm Hùng, Sơn Hạ. Đây cái phần mà bật mí của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Quy về cái phần song ca nè. Đây, nhạc sĩ Nguyễn Nhất Quy cho biết thêm, đây cũng là thử thách cho Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Văn Cường. Người nghe sẽ thưởng thức một bản hit nha, một bản hit của Nguyễn Nhất Quy bằng hình thức khác qua cách dàn dựng và giọng hát của hai ca sĩ mới lạ với dòng nhạc là Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Văn Cường. Đấy, như vậy là ngoài cái song ca bài Phút Cuối nè, bài Đà Lạt Hoàng Hôn, như vậy là qua cái bài báo của bên người doanh nhân và thương hiệu, đây cả nhà, tạp chí này là tạp chí điện tử doanh nhân và thương hiệu, đây ha, có gì đặc biệt đó, điều đặc biệt đó cả nhà, điều đặc biệt đã được Nguyễn Nhất Quy bật mí ở đoạn này đây ha. Đấy rồi, trời ơi, vui quá. Đó là cái thông tin mà Xuân Mỹ muốn chuyển tải đến quý khán giả ha. Ai chưa book vé xem show 8 tháng 6 thì nhanh tay ha. Trời ơi, show nào cũng có một cái nét riêng hết trơn cả nhà ơi. Quá trời tuyệt vời, ba show này quá trời tuyệt vời ha. Rồi. Cả nhà ơi. Nhanh tay cả nhà ơi. Chúng ta bút vé Xuân Mỹ xin đọc lại số Zalo của Xuân Mỹ là 0913136109 nha. Quý khán giả nào muốn bút vé xem show thì kết bạn Zalo với Xuân Mỹ. Rồi bây giờ Xuân Mỹ xin chuyển sang tin xã hội, xong rồi Xuân Mỹ sẽ kết thúc video nha cả nhà. Hôm nay thì Đàm Vĩnh Hưng cũng thông báo tin tang sự là bà của anh vừa mới qua đời. Lúc này là mùa mưa nghe cả nhà, những người mà làm việc làm đồng được cẩn thận ha. Đây là một cái tin từ tối 23 tháng 5, một lãnh đạo ủy ban thị trấn E Tờ Linh, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sét đánh làm một phụ nữ đăng xuất. Nạn nhân được xác định là bà T, TB 39 tuổi, ở thị trấn E Tờ Linh, huyện Cư Rút. Khoảng 18:30 tối 23 tháng 5, bà B cùng chồng và các con đang ăn cơm tối thời điểm đó trên địa bàn huyện Cư Rút. Trời mưa lớn kèm sấm sét, trong lúc bà B đang ăn cơm thì bị sét đánh trúng người. Vụ việc khiến bà đăng xuất sau đó, theo lãnh đạo thị trấn Etelin, vợ chồng bà B có 3 con 10 đến 16 tuổi, hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn. Sau khi nắm thông tin thì lãnh đạo thị trấn Etelin đã đến thăm hỏi chia buồn cùng gia đình, lo hậu sự cho bà B ngồi ở trong nhà mà cũng bị sét đánh nữa cả nhà. Cái này là có thể là có, tại sao mà người ta kêu mình, gia đình mình làm cây cột thu lôi á cả nhà, để thu cái sét á. Xin chia buồn với gia đình của bà ha. Rồi xin Xuân Mỹ xin thông tin lại là cái vụ cháy ở Hà Nội, cháy nhà trọ là
thông tin là công an thông tin là 14 người mất ha cả nhà. Có luồng dư luận là 21 người mà mất là sai sự thật ha cả nhà. Đấy, Xuân Mỹ xin chia sẻ lại. Rồi đây là những cái thông tin mà Xuân Mỹ muốn chia sẻ đến quý khán giả qua video chiều hôm nay. Một lần nữa thì Xuân Mỹ xin trân trọng cảm ơn khán giả xa gần đã tin tưởng ủng hộ kênh Xuân Mỹ. Bây giờ Xuân Mỹ đổi ra. Rung quá. Bà rung. Phần giao lưu giữa Cường và bà cụ. Sức khỏe sẽ càng ngày càng nhiều hơn và bạn sẽ vui để cùng với trong thời gian chờ show thì cả nhà nhớ mong bà sẽ đi show cũng còn nhiều hơn nữa nha. Nhớ chỉ cặp chân của Cường nghe nhạc. Thiệt là nhiều cho nó vui nha cả nhà.